Xin chào cả nhà. Đêm nay Nghĩa với lại Thái với lại chú Điều cả nhà. Bữa nay mấy chú cháu mình đi mò cá ngát. Lầy á chứ. Không lầy, lầy bỏ. Không phải lầy thì mà nhỏ không có. Bữa nay cha bị long thể bất an ở nhà rồi cả nhà. Kêu Thái đi thế. Bây giờ mình đi xuống mấy mé sông nè, mình mò cả nha. Hôm nay đi quần nhiều điểm quá, cũng hết điểm mò. Hôm nay vô rạch xong, ngày đi nay đi ra sông kiếm cá lớn này. Sâu không? Không hỏi hả? Ôi lầy quá. Không mà nhảy xuống mày đi mé được rồi. Đi ra tới đây là muốn hộp đầu rồi nè. Gì ra nó có con khúc à? Ừ. Trời ơi, bãi này đồng đột dưới ta. Đột nhiều lắm á. Đây con. Ôi ôi, con đồng đột quá trời bự luôn cả nhà. Siêu to khổng lồ. Nãy lụm được con. Con này con thứ hai. Ngoài đó có hang hả chú Đều? Ờ. Đi nãy giờ luôn mới được hang á. Vậy coi cá đi. Làm con mở hàng á chú Điều. Dính gió đây. Tự vỏ xe không. Hào không đứt chân chết. Đây sao hào vỏ xe đứt dữ. Ôi ra đây nó cạn ta. Cạn quen đứt ngắt à. Nãy phải dừng ngay đây mò luôn. Thôi đi khúc nữa. Cá nâu quá trời luôn nè. Cá nâu hả? Nè, cá nâu. Trời trời. Có hơn kìa. Dù trần dần. Cái chân của Nghĩa nó thọt tới. Tao tưởng cá đâu tự nhiên lùi ra đó chứ. Tưởng cá giờ vô hả? Chết chà, còn ngách đâu đây nè. Trời. Đây, đây nè, đây nè chú Đều ơi. Chặn lại. Đấy dạ kìa. Ấy giặt đi. Cần cái gió này chứ. Nặng dữ. Đụng cá chặt nó chạy vô hết đó. Hử? Gì đậy lại đàng hoàng cái đi. Nhấn nhấn nhấn. Mất tiêu con cá ta. Rồi đạp con ếch bên đây thử vô rồi. Chạy con ếch cá ở đây. Nè, đạp ba con đi. Đủ hàng hai con hay gì. Cá chưa ra hả? Chưa. Sao đồng đột, đi quá trời đồng đột ta. Đang còn nữa nè. Hàng khủng. Có không chú Đều? Giống đồng hình đó còn nhất thì còn hả? Có đường này ở đâu hả? Không có hả chú? Sảy nó xe đất ra. Chiếc hàng này ngon quá mà. Có cái nhưng mà nó xe đất ra hồi nãy rồi. Đây còn nhất nữa hả? Phải không? Dưới đít vô hàng nè. Ừ. Nè. Bốn ngách luôn hả? Bốn ngách. Ủa? Trên đây có hang cua. Này hang cua chú Điều ơi. Rồi rồi, cái hang cả nhà. Biết có cua không đây? Hang này hang cua nè. Có ngách nè. Hàng này coi chừng. Cua không, đạp đây nè. Ồ, không có. Ê, còn đi vô hả? Hết rồi. Hết rồi. Cùng rồi. Và nghe.
đây nữa nè. Đi lại đây chứ. Ở đây nè, đụng đây nữa nè. Hả? Không, không có. Đụng quá cho bự. Không có luôn. Bị sốc rồi, cái gai gì vậy? Con. Còn đi vô hả? Đi sâu dữ. Còn đi xuống là hang này coi chừng có nè. Vậy coi chừng có đó. Mùa này cua lên bãi nằm. Ây da trời ơi. Ôi đạp xuống vỏ hào luôn. Có. Có hả? Có. Không? Có. Đạp cái ngay vỏ hào đứt chân rồi. Cua bự không? Con này cũng trọng á. Không biết. Mấy bãi này ghê quá. Này cua hả, móc lên con giả tràng đi. Cua. Đụng hả? Đụng chứ nè. Hả? Đụng. Đụng. Mà nó đi đâu rồi? Đi đâu? Đào đại đi. Bụng mà. Đây. Đụng ra nè. Đạp lên nó luôn nè. Quay vô hả? Quay vô cùng. Rồi. Bự không? Cua được. Con này phải từ 2 lạng. Cỡ đó. Con này 2 lạng được. Ăn bự quá. Ủa, thổi ngon luôn. Thôi, cua ngắt rồi. Cua bự luôn này chứ. Con này chắc 2 lạng, 2 rưỡi rồi. Mày xấu số. Đực. Cua đực cứng ngắc luôn nè. Nãy giờ đứt. Đây cả nhà. Mấy ra, bà ra màu. Chắc 2 lạng 2 rưỡi được. Cua cứng ngắc luôn. Cái vỏ tới dục. Cua mùa này 5-7 cua cứng hơn chứ đâu. Không, đúng ra là tháng này mày bắt cua sen cua bự á. Rồi. Ôi hàu nó đứt nó rớt quá trời luôn chứ đều. Trình mé có con thòi lòi vậy hay. Hả? Không có con bao tay không biết chụp được không đây. Nằm im ru mày. Lụm luôn. Có không chú Đèo? Có cá hả? Trời, không làm lẹ vậy. Đi nhanh quá rồi. Chưa kịp đi lại luôn á. Cá bự không? Ụp cái chú Đều đạp ra luôn hả? Bắt nhanh chứ. Đây chú ổ. Cô hang không? Có ngách không? Đây cái đường nó nằm ta. Đâu? Đường nằm ra rạ theo đường nằm cơ có hang không? Đâu vậy? Bên đó. Cái này phải không? Ồ cá cả ký luôn cả nhà ơi. Gì vậy? Cây hả? Ừ. Trời tụng với xe. Ngậm hết hồn. Tôi tưởng nó cá sấu đáp thôi chứ. Nè dục lên đi. Chưa kẹp gì là lại là chú Đều bắt rồi. Cá nó hơn tí ạ. Chú Đều bắt nhanh mà. Ở đằng cái canh xanh xanh ở trên đầu đó chú Đều đây nè. Lúc chảnh luôn á. Con hàng này đó nè. Đục cười. Nghe đục cười là có hàng thôi. Chú Điều cũng đang lặn ở dưới đây nè cả nhà. Đụng cá gì á.
u đầu không đã tới đang bắt cá mà đi lấy giò quơ vô xe thôi bó tay luôn, cá chạy bắt không được luôn. Con rà sao vô ngóc đầu dậy lại đúng trúng vào lãi nó bó tay thiệt chứ. Con rà sao nó có cái hốc nè, tính rà theo coi con rồi mày ra cái đường rảnh mà lớn vậy nè. Rồi mày ra theo cái chân mày đụng cá mày biết là trời ơi thôi chứ. Đây 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 hang nè, hang đây nè. Hang. Rà cá này cả ký á. Hang nè. Đã mình đang lặn rồi cũng mình ra anh bắt. Nè, ra đây hang này đi cứ được. Mà ngách kìa. Cái này cái ngách nè, có hang đâu ngoài đó đó. Trời ơi nó đang nằm cái thành phẩm này ngon ghê luôn. Cướp. Hang đâu ngoài đó đó. Thì cái mảng cá này cũng chạy vòng nếu đây có hang nữa. Xeo đây nè. Nè, hang tao vô mày nè. Bự á. Trên tay con nè, con đang bệnh đây nè. Đây hả? Ừ. Để đi. Ập không? Đâu thấy ngách nào đâu. Ập hang chú Điều đi đạp đây xuống. Đâu thấy ngách nào đây đâu. Đó. Rồi ông lặn xuống rồi. Ông sủn cái giò ông vô hang rồi đó. Có không chú Điều? Không. Cá này ra ngoài đó gì kì vậy, hang trống lỏng à, ngách thời trọng ngách từ ờ nhanh vô rồi à, đây nè đây phải ngách không, ngách lấy dập ta thôi. Đây sao có cái hang nữa chứ được, hang ta đào rồi mà ông mới sủn vô đó. Ngách thì nhỏ. Nhỏ nó đó. Đó. Đẹp phải không? Đó, trên tay rồi. Tay nè, tay con đang đẩy rút trên này nè. Đó. Rồi. Ập ngách hả? Ờ. Buông ra đi để tao ập cho. Đó. Nước đang lớn cả nhà. Nãy giờ đi mò không có hang gì trơn. Hả? Ra hay gì chưa? Phải ra không? Thấy đạp nước phụt lên dưới à? Ủa chú Điều đạp. Không có thọc cái nước nó lên. Nhiều thọc nước nó lên. Cá này nãy nó nằm ngoài đó. Phải mày không phá rồi tao bắt luôn. Bắt tan. Ê, có ai? Có ai? Có ai? Đạp vô giật nha, đạp vô giật nha. Cho nó ra ra cái giật chơi hang. Chà, giống không lẽ hai con ta. Tính cho ra giật chơi. Mà giờ chu xuống kẹt giò. Mình ráng mình mòn bắt luôn. Cái hang thì bự mà cái ngách nhỏ, không biết cá cả nào. Ê, ký. Chạy lên giật à. Ký không chú Được? Không biết được nữa. Vô cái gì nữa. Vô rồi. Phải không? Vô giật rồi. Hay là chú Điều kéo? Không, chú Điều chưa tới giật thì nữa. Đó. Bảy con cá chưa vô. Cá chưa vô giật rồi. Sao không thấy quậy gì vậy? Giật vậy thôi đâu, hả? Nó giật thôi chứ đâu quậy á. Chạy chứ. Vô nó... Đó, sao không? Nằm dưới á. Chưa để ông lùa cái hết. Trời ơi. Ôi ngon lành. Kỳ mấy luôn. Ôi cái hang gì mà cá bự dữ ta. Ôi hai con cả nhà. Ôi tưởng là bữa nay chết. Ê ngon lành. Trời ơi con cá mập ú bù luôn. Cá nãy con làm chú sĩ chạy vô hang chứ được. Hai con được 2 ký mấy. Đâu rồi chú Điều rồi. Vớt giác chút đỉnh. Vớt giác kiếm tiền xăng ha chú Điều ha. Chạy ra đây xa quá mà. Đây có dùng nằm nữa nè. Có không?
có dùng mình tiếp từ từ có hang chứ gì. Có hang hả chú Điều? Ngắt đầu đồng mày á. Ép mày nào lại. Xích vô thả chút. Chưa, đừng tới đây nữa. Đây. Coi. Coi còn ngắt nữa không? Mà chịu cái chỗ đó đi. Trời ơi, cái chân không bấu vô rồi. Trời, ngách này đi vô thẳng của bạn luôn á. Đây nè, đây nè. Đây nè, đây nè. Đây có hang đi sủn vô nè. Cái này chắc miệng hang quá. Bự hả? Nè, chân con nè. Đâu? Đây hả? Rồi. Đó, đi vô đó. Đây. Nhấn bên này hay bên đó chú được? Bên đây. Nhấn miệng hang chứ. Ủa, mày miệng hang đâu? Đó, sủn vô đó. Mày trổ qua bên vợt ta rồi. Kì vậy? Đâu? Đây, bên chừng nè. Ủa, chứ cái vợt sát bên đó hả? Vậy là mấy ba ngách rồi phải không? Hai à. Ủa, kỳ ta. Kiếm cái còn phụ không? Vỏ xe gì mà đi nhát chân luôn. Quá trời hào luôn. Vỏ xe nói cái gì? Vỏ xe mà nó dính hào ở trong. Trời. Okay. Bà nội nó chỗ nào cũng vô xe. Đã hai chú được cá là không có ở nó ra ngoài thì không đụng luôn mà. Nè nó nè đụng nữa nè. có cá hả? Né qua là để nó tung ra giật nữa. Nhồi rớt này quấn vô mình chết luôn. Con chưa được. Có à. Cá nhỏ. Nã hay là nó lâu lên được con hàng hay là nó con cá nhỏ. Có hơn không? Nam đi hơi bị sai điểm rồi. Nãy phải đi sớm ở đây ngon rồi. Giờ nước lớn cá nó đi ra. Đục tiêu à. Ra vậy hả? Ừ. Đục tiêu à. Ra không? Ra. Ui, hai con luôn. Cặp luôn. Hai con luôn cả nhà, mà hai con nhỏ. Hai con cũng được nửa ký. Ừ. Còn đỡ hơn không có hả? Còn đỡ hơn không có. Gài nó đi. Hẹn hò. Nãy giờ mò được 4 con cả nha. Ồ có con này bự quá trời luôn. Con này chắc ký 6 ký 7. Cặp cá này chắc 3 ký ạ. 3 ký có hơn cả nha. Chỉ hai con này nữa cho 3 ký rưỡi thôi. Đất ngon không? Ủa sao dục vỏ luôn rồi. Tính bỏ mấy con cá ngát vô rộng nè chứ. Cái nhà có mũi nó đeo nè. Trời ơi, trắng nước mà luôn. Cài bên đây nữa nè. Đù quá trời luôn. Lâm chôm hả? Con gì? Cá ổ luôn. Dưới biển á. Đâu? Đạp gãi gai dính chân tùm lum luôn nè. Nằm đâu ạ? Nằm đâu đây nè. Không cho biết tao né mày. Chứ không có nhào vô hả? Nhào vô lụm đạn nữa. Đạp vô cái giật mình luôn. Ây dạ. Thôi nè. Nhâm hả? Nhâm quá trời luôn á con. Phải để cho nóng. Ây dạ. Là mẫu ổ luôn. Ừ, là mẫu luôn á nè. Bắt cái con này bắt về nướng không? Ôi dính nhờ. Vô lưới nè. Nó xíu. Nhưng ta phải bự kìa. Hả?
dính vô lưới nè, lưới của ai bị dính vô đầu hàu nè. Nhum này không ăn được đâu. Không ăn được hả? Rồi biết. Thấy người ta ăn con bằng cái tô. Không tại như còn nhỏ chứ. Ốc nữa nè, ốc gai nữa nè. Thôi mấy chú cháu mình về bè cả nhà ơi. Bữa nay lỗ cho khí rồi. Bữa nay được có 4 con. 4 con được 2 con to. 2 con kia nhỏ. Con lấy cái cân thử luôn. Chắc 5 ký á. Được không? Không tới đâu, chừng 3 ký mấy à. Thấy không? Cái rổ này sắt. Cho nửa ký luôn á. 3 ký 8. 3 ký 8 à. Chữ 2 con này thôi. Chứ 2 con này cho 6 lạng. Vì cặp cá này hơn 3 ký á chú được. Bắt con cá mình thái nữa vô 1 ký. Cặp cá này 3 ký mấy à. Rồi giờ đi. Cho nó vô cái rộng này dèo luôn cả nhà. Giờ cũng khuya cả nhà. Chú cháu mình tắm rửa đi ngủ luôn. Trà bệnh cho ngủ trước rồi. Nãy về còn ngốc lên hỏi xong rồi ngủ tiếp rồi. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha. Nhớ cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình nha cả nhà. Bye bye. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha.